Da tăng sắc tố do sử dụng nhiều sản phẩm lột tẩy không rõ nguồn gốc và không biết cách chăm sóc da để lại những vấn đề tăng sắc tố khá là nhiều trên da như thế này đấy các chị. Làn da gần như bị sắc tố 90% trên gương mặt của chị khách hàng này luôn, và nó ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của chị khách hàng này, và nó gần như là chiếm 90% trên gương mặt luôn nha các chị yêu nha. Nó từ cái phần má trước cho đến cái phần mang tay, nó lan lên trên vùng thái dương và má bên kia cũng có luôn nha các chị yêu nha. Em sẽ liên qua má bên kia cho các bạn chị em mình cùng xem hiện trạng của chị khách hàng này bị nhiều như thế nào nha. Và may mắn là chị đã biết đến thẩm mỹ viện nhà Malisa, ngày hôm nay đến với thẩm mỹ viện nhà Malisa rất là tự tin với làn da của mình luôn. Nhưng mà thật sự Malisa đã an ủi và động viên chị rất là nhiều. Malisa sẽ cố gắng giúp chị để lấy lại làn da. Chị ơi mình cứ an tâm nha, ngày hôm nay chị đến với Malisa sẽ xử lý cho chị là công nghệ cao luôn nha, là sử dụng cho chị là hai công nghệ là Quakin Matcha với lại Pixel Cell 2. Em sẽ xử lý hết cho chị tất cả những cái vấn đề về sắc tố, sạm nám, tàn nhang, đốm đầu đời màu trên da. Bên cạnh đó cái công nghệ Pixel Cell 2 á, nó còn giúp căng da, trẻ hóa da, mướt mát cái bề mặt da của mình hơn, nó kích thích tăng sinh tế bào mới trên da của mình. Sau đó về chị kết hợp sử dụng bộ combo N3 giúp em, chắc chắn làn da của mình nó sẽ cải thiện nha chị. Thì đối với làn da này á, chị cảm thấy nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của chị không chị? Có, đi đâu chị cũng ít đi lắm. Ngày xưa sao chị lại chọn cái phương pháp đó để chị làm trên da của mình vậy chị? Hồi đó chị bị mụn, cái đi spa nó chị mụn cái nó lột tẩy nhiều, cái đi ra nắng nó bị chín da. Cái đó là chị tự đi hay là có ai giới thiệu chị đi không? Cũng có người giới thiệu đi. Rồi sau khi bị như vậy người ta có chịu trách nhiệm với da của mình không? Cái đó là do chị đi ra nắng không sức kem chống nắng rồi này nọ đó. Chị cũng không có thường luôn. Rồi ok, ngày hôm nay đến đây thì yên tâm nha. Thì nếu như mà em đã livestream như thế này thì chắc chắn là Malisa sẽ giúp cho làn da của chị loại bỏ được những cái vấn đề này trên da. Em sẽ để cái livestream này trên trang chính của thẩm mỹ viện Malisa luôn. Sau này vài tháng sau em gặp lại chị, chắc chắn làn da của chị sẽ cải thiện, chị an tâm nha. Em hiểu được là chị đang rất là buồn, nhưng mà em sẽ cố gắng nha, Malisa sẽ cố gắng giúp chị lấy lại một làn da đẹp ha chị ha. Rồi, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Và các chị ơi, hiện tại em đang livestream cho tất cả các chị em mình cùng xem. Những chị khách hàng đến với nhà Malisa có khá là nhiều những cái vấn đề nè. Nào là mày hư, môi hư, nào là da xấu, da nặng đến làm. Thì cho dù là da các chị bị nặng cỡ nào, nặng nhiều như thế nào nữa, Malisa vẫn xử lý hết cho tất cả các chị. Và lượng khách hàng như thế này, các chị có thể minh chứng một điều rằng khách chất lượng và dịch vụ cũng như là sản phẩm tại nhà Malisa đã hiệu quả như thế nào nha tất cả các chị. Ok chị Giang Tuyết nha, em thấy số điện thoại của mình rồi, em sẽ để cho nhân viên gọi điện thoại lại tư vấn cho mình nha tất cả các chị. Lượng khách hàng như thế này có thể hiểu được rằng dịch vụ và sản phẩm của nhà Malisa phải hiệu quả như thế nào, làm mày phải đẹp như thế nào, làm môi phải đẹp như thế nào, làm da phải hiệu quả như thế nào, và bên cạnh đó giá cả phải cạnh tranh bình dân như thế nào thì mới có một cái lượng khách khủng như thế này. Các chị ơi, một cái lượng khách cực khủng như thế này không phải một thẩm mỹ viện nào cũng có thể làm được đâu nha các chị. Và hiện tại Malisa đang diễn ra chương trình khuyến mãi ưu đãi cho 25 năm thành lập hệ thống thẩm mỹ viện nhà Malisa. Ưu đãi 30% tất cả các dịch vụ cũng như là làm mày, làm môi, làm đẹp da tại nhà Malisa. Và đi càng đông thì ưu đãi càng nhiều. Đó là khi các chị đi hội nhóm từ 2 người trở lên, Malisa sẽ ưu đãi 40% cho tất cả các dịch vụ luôn nha các chị. Và nếu như mà các chị đi từ 3 người trở lên thì các chị sẽ được ưu đãi tận 50% cho toàn bộ dịch vụ tại nhà Malisa. Giống như là mày đi 900.000 đồng, mà các chị đi 3 người là các chị được giảm tận 50%, là chỉ còn có 450.000 đồng cho một cặp lông mày đẹp vạn người mê. Còn chị nào đã làm mày khoa rồi nè mà mình không ưng dáng mẫu, không ưng cái màu sắc thì mình đến Malisa xử lý lại là 1.700.000 đồng. Malisa đã sâu cho tất cả các chị luôn, chỉ còn có 850.000 đồng thôi. Còn môi thì sao, thì xử lý hết tất cả những cái phần thâm lên màu cho mình luôn thì chỉ còn có 650.000 đồng thôi nè. Chị nào bị nám thì đến thẩm mỹ viện nhà Malisa, chị nào bị mụn thì đến với Malisa, chị nào bị gỗ đến nhà Malisa, xử lý lại hết cho tất cả các chị bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, chỉ còn có 400.000 đồng một lần làm đẹp da thôi nha tất cả các chị. Và ưu đãi cực sâu những bộ combo hot hit tại Malisa như combo N3 ưu đãi chỉ còn 2.100.000 đồng, bộ combo B1 ưu đãi chỉ còn 1.550.000 đồng, bộ C1 ưu đãi chỉ còn 999.000 đồng thôi nha. Và rất rất nhiều những cái chương trình ưu đãi khác đang chờ đợi tất cả các chị ạ. Các chị ơi, hiện tại thì em đang quay livestream cận cảnh ha, một tầng của tầng tư vấn của Malisa chi nhánh Cần Thơ. Chi nhánh Cần Thơ thì hiện tại thì nằm ở số 67 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Nên các chị nào ở miền Tây á, thì các chị có thể ghé qua chi nhánh Cần Thơ để chúng ta có thể là tranh thủ cái thời gian này, cái thời gian khuyến mãi cực sâu, cực sốc này để chúng ta làm đẹp nha các chị. Hiện tại thì em xin nhắc lại, chương trình khuyến mãi kỷ niệm 25 năm thành lập của Malisa đang diễn ra. Nên các chị có thể là nhanh tay, tranh thủ ha, nhanh chân
nhanh chân nhanh tay đến với tất cả các chi nhánh của thẩm mỹ viện nhà Mai Sa để chúng ta có thể làm đẹp thả da mà hoàn toàn không lo về giá nha. Ở thành phố Hồ Chí Minh thì các chị có thể ghé qua chi nhánh 88 Huỳnh Văn Bánh, phường 15 quận Phú Nhuận. Ở Hà Nội thì em mời các chị ghé qua chi nhánh số 6 Nguyễn Thắng Toàn, phường Quang Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ở thành phố Vinh, Nghệ An thì các chị có thể ghé qua chi nhánh là căn hộ số 3 tòa nhà Vincent Cha, đường Ngư Hải, phường Quang Trung, thành phố Vinh, Nghệ An. Ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk thì các chị có thể ghé qua là 6971 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Ở Bình Dương thì các chị có thể ghé qua chi nhánh là E3-16 tổ 32, khu phố Bình Thuận 2, Thuận Giao, Thuận An, Bình Dương. Ở Đà Nẵng thì các chị có thể ghé qua 9799 Nguyễn Văn Linh, phường Nam Dương, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Còn nếu như các khách hàng ở ngoài Phú Quốc thì các chị cũng có thể ghé qua chi nhánh số 98 đường 30 tháng 4, phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, Kiên Giang nha. Ở đây thì em đang livestream cận cảnh cái lượng khách hàng tại phòng tư vấn, tại quầy tư vấn của chi nhánh Cần Thơ, tọa lạc ở số 67 Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ nha mấy chị. Các chị ơi, hiện tại thì Mai Sa đang ở trong cái giai đoạn là nước rút gần hết chương trình khuyến mãi rồi. Ngày hôm nay và ngày mai nữa thôi thì chúng em sẽ hết chương trình khuyến mãi kỷ niệm 25 năm thành lập. Nên các chị yêu nào mình có nhu cầu làm mí, làm môi, làm mày, làm da hoặc là loại bỏ những cái vấn đề về mụn nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi hoặc là bớt sắc tố thì các chị có thể là tranh thủ mình đến với các chi nhánh mà em vừa mới nêu ra ở trong livestream này để các chị có thể làm đẹp thả da mà hoàn toàn không lo về giá nha các chị nha. Ưu đãi khuyến mãi cực sốc. Thật sự là Mai Sa chia sẻ luôn, đối với sản phẩm thì Mai Sa lâu lâu thì cũng sẽ có những cái đợt khuyến mãi cho các chị về 5 phút vàng nè, hay là về khuyến mãi tại chi nhánh, về giảm giá tất cả các sản phẩm của Dr. Magic. Nhưng đối với dịch vụ nha các chị nha, đối với dịch vụ giảm giá 50% là gần như lâu lâu mới có nha các chị. 50% khi mà đi nhóm 3 người thì lâu lâu mới có nha. Nên các chị có thể là tranh thủ mình rủ bạn bè, người thân, đồng nghiệp gì đó, mình đi nhóm 3 người trở lên, Mai Sa sẽ giảm cho mình là 50% luôn. Khi mà các chị đi nhóm từ 2 người, Mai Sa vẫn giảm giá cho các chị 40%. Và khi đi một mình thì các chị lo sợ là không biết là khi mà mình đi một mình như vậy thì có được giảm giá hay không. Thì các chị ơi, hiện tại thì Mai Sa khi mà các chị đi một mình thì Mai Sa cũng giảm giá cho các chị là 30% nha các chị nha. Đặc biệt thì sản phẩm Dr. Magic được giảm giá 20% và giảm sâu, giảm mạnh cho những cái bộ sản phẩm cực kỳ hot hit nhà Mai Sa. Bộ sản phẩm loại bỏ nám N3, loại bỏ nám giảm giá cực sâu chỉ còn 2.100.000 đồng thôi. Ngoài ra thì còn khuyến mãi thêm bộ B1, bộ C1, bộ B17, bộ S4 và sản phẩm tinh chất dưỡng mọc lông mà S09 nữa các chị. Và một điều đặc biệt nữa là khi các chị đi trong chương trình khuyến mãi, các chị mua hóa đơn từ 2.500.000 đồng trở lên, các chị sẽ được tặng một phiếu làm da công nghệ cao trị giá 800.000 đồng. Và khi các chị mua hóa đơn sản phẩm trên 3.500.000 đồng, các chị sẽ được tặng thêm một sữa tắm bột mây siêu sáng mịn trị giá 400.000 đồng nữa các chị. Đối với cái thẻ tặng làm da cho các chị đó thì không phải là Mai Sa tặng để mà massage rồi kia đơn thuần cho các chị đâu, mà đối với cái thẻ làm da đó thì các chị cũng có thể là sử dụng máy móc công nghệ tiên tiến hiện đại để loại bỏ những cái vấn đề về những cái bệnh lý trên da, ví dụ giống như là mụn nám, tàn nhang, đốm nâu, đồi mồi luôn các chị nha. Sử dụng cả hai công nghệ hiện đại tiên tiến nhất hiện nay, đó chính là White Skin Matcha và Pixel CO2 nha các chị nha. Nên các chị có thể là nhanh chân mình đến với các hệ thống thẩm mỹ viện Mai Sa. Hiện tại thì Mai Sa có tổng tới 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc là các chị. Nên các chị có thể tham khảo những cái địa chỉ gần nhất để mình có thể là tranh thủ làm đẹp nha các chị nha. Và hiện tại đối với cái lượng khách hàng đông như trẻ hội nhà Mai Sa như thế này thì các chị cũng có thể thấy được cái minh chứng về chất lượng và dịch vụ, và cũng dựa vào lợi dụng vào cái niềm tin, cái chất lượng dịch vụ cũng như là cái uy tín của Mai Sa thì có rất là nhiều những cái cá nhân tổ chức họ đã dùng cái uy tín của Mai Sa để lừa đảo khách hàng, yêu cầu khách hàng là chuyển khoản vào tài khoản cá nhân để mua sản phẩm với giá cực kỳ hời, thậm chí là thấp hơn so với giá mà Mai Sa đã khuyến mãi cho các chị luôn các chị. Nên các chị có thể là hoàn toàn là có thể là cảnh giác nha. Em khuyên là các chị nên cảnh giác và nên trở thành người tiêu dùng thông thái nha các chị nha. Tránh tiền mất tật mang, tuyệt đối Mai đi xa không yêu cầu khách hàng chuyển khoản trước vào tài khoản cá nhân. Khi mà các chị mua sản phẩm online thì Mai Sa sẽ ship về tận nhà cho các chị và các chị nhận hàng rồi các chị mới thanh toán hàng giùm em nha. Nếu đối với trên nền tảng TopTop thì các chị sẽ không được kiểm tra hàng, nhưng khi mà các chị nhận hàng xong rồi các chị thanh toán rồi thì có bất kỳ vấn đề gì thì các chị cũng có thể là phản hồi để
Mai Sa có thể hỗ trợ cho mình. Còn đối với khi các chị đặt hàng trên nền tảng Facebook á, thì các chị sẽ được kiểm tra hàng trước khi thanh toán, bởi vì các chị phải là người tiêu dùng thông thái, không được chuyển khoản trước, đặc biệt là chuyển khoản vào những cái tài khoản cá nhân nha các chị nha. Và đặc biệt là Mai Sa sẽ tuyệt đối không tuyển cộng tác viên làm việc tại nhà cũng như là phân phối đại lý hệ thống nha các chị nha. Mai Sa chỉ phân phối sản phẩm của mình tại những chi nhánh của Mai Sa trên toàn quốc thôi, nên các chị có thể lưu ý cái vấn đề này giùm em. Hiện tại thì lượng khách hàng Mai Sa quá đông rồi, nên em xin kết thúc livestream này để phục vụ cho các chị đang hiện tại đang đến chi nhánh. Em sẽ tìm thêm nhiều dịch vụ khác nữa để livestream cho các chị xem vào những thời gian tiếp theo ha. Em cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi livestream này. Mai Sa xin chào và hẹn gặp lại các chị ạ.